anh sẽ về ly hôn vợ để mình cưới nhau em nhé. Mình ly hôn đi. Chả tại sao hết. Tôi chán lắm rồi. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như anh chỉ nhất thời bốc đồng thì em sẽ cho anh cơ hội làm lại. Anh nghĩ ly hôn dễ thế à? Chưa bao giờ kỹ hơn. Tôi nói cho cô biết nhé, từ khi gặp cô ấy tôi mới biết thế nào là tình yêu đích thực. Tình yêu đích thực à? Anh đang nói cái gì đấy? Em với anh yêu nhau đến bây giờ là 6 năm rồi đấy. 6 năm á? Cô có biết rồi, từ khi gặp cô ấy, cô ấy yêu thương chiều chuộng tôi, cô ấy cho tôi cái cảm giác vui vẻ hạnh phúc mà 6 năm qua tôi sống cùng cô không có. Còn cô, lúc nào cô cũng chỉ tiền, cơm áo gạo tiền, quanh quẩn cái xó bếp, cô chẳng cho tôi được cái gì cả. Cứ cho là anh không còn yêu em nữa đi. Nhưng mà con của chúng mình thì sao? Thôi, đừng nhì nhằng nuôi con ra để níu kéo tôi nữa. Tôi chán lắm rồi. Buông tha cho tôi đi nhá. Sao em không đồng ý à? Kể cả cô có không đồng ý, tôi vẫn có cách của tôi mà. Con ấy thì tôi sẽ nhường cho cô nuôi. Còn về phần tài sản, cái thủ tục của nó ấy, chắc cũng sẽ nhanh thôi. Anh tưởng tôi không biết chuyện anh ngoại tình à? Anh nghĩ là tôi là con ngu, tôi không biết anh có người khác à? Nhưng mà tôi muốn chính miệng anh thừa nhận kìa. Tôi thương con. Tôi thương con của tôi mới cho anh đừng nuôi. Mà thôi, không sao cả, thế này cũng được. Tôi thà sống như thế này còn hơn để con tôi sống trong một cái gia đình không hạnh phúc khi mà nó biết bố nó ngoại tình. Yên tâm, tôi không hận thù gì anh đâu. Nhưng tôi hy vọng sau ngày hôm nay anh sẽ không hối hận quyết định của mình. Tôi mà phải hối hận á? Tôi nói cho cô biết nhé, yêu và cưới cô ấy đến bây giờ mới là điều khiến tôi hối hận nhất đấy. Cô thử nhìn xem, cô ấy vừa trẻ trung, xinh đẹp, lại còn yêu thương chiều chuộng tôi. Hơn nữa, lại còn giàu có, sẵn sàng giúp đỡ tôi trong công việc. Thôi, tôi đi đây. Hey, em xem đi, quyết định thuận tình ly hôn. Anh ly hôn thật rồi đấy à? Ừ. Bây giờ ấy, chúng mình có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi đấy. Ai bảo anh ly hôn? Anh đang yên ổn sống với vợ, tự nhiên lại ly hôn làm gì? Em nói thế là như thế nào đấy? Em thích anh, nhưng là thích một người đàn ông đã có gia đình đầm ấm, một người chồng thương vợ, một người cha tốt. Nhìn anh như thế, em mới có cảm hứng mà theo đuổi anh. Còn anh bây giờ, anh có cái gì nào? Anh chỉ là một gã đàn ông tồi, không hơn không kém. Em có bị dở hơi đâu mà yêu một gã đàn ông bội bạc như anh. Cô! Sao nào? Anh bỏ vợ, bỏ con, ruồng rẫy gia đình, lại còn có cả thói vũ phu nữa. Thôi, tôi nghĩ anh nên về nhà xin lỗi vợ đi. Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà anh còn mơ mộng như thế. Trước khi làm việc gì ấy, anh nên xem lại bản thân mình. Anh có cái gì để người ta sẵn sàng đến với một người đàn ông đã có một đời vợ như anh? Thank you.
Giám đốc cho gọi tôi có việc gì ạ? Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Anh làm việc ở công ty này cũng được 3 năm rồi. Chắc chắn là anh phải hiểu rõ nội quy của công ty đúng không? Dạo gần đây, cuộc sống đời tư của anh làm ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của công ty và tâm lý của đồng nghiệp. Nể tình anh đã làm việc công ty này được 3 năm, cho nên tôi sẽ không sa thải anh. Anh tự viết đơn xin nghỉ việc đi. Giám đốc, xin hãy cho tôi một cơ hội được không ạ? Không. Ngay cả người vợ đầu óc tay gối của anh mà anh còn phản bội được, thì lấy lòng tin ở đâu để tôi có thể tiếp tục giao công việc cho anh làm chứ? Nhưng mà đó là chuyện đời tư của tôi. Chị không thể lấy cái đó làm cớ để đuổi tôi được. Cho dù đấy là cuộc sống đời tư của anh, nhưng trong hợp đồng đã ghi rõ bất kể việc gì làm ảnh hưởng đến công việc hay hình ảnh của công ty đều là vi phạm hợp đồng. Để tình anh đã cống hiến cho công ty được 3 năm, cho nên tôi không kiện anh đấy. Tôi biết rồi. Tôi xin phép. Mở cửa. Sao anh lại ở đây? Mẹ thằng nào đây? Đồng chí, kéo tôi vậy. Cảm ơn nhé. Anh về đây làm gì? Linh, chúng ta mới chỉ ly hôn được có 6 tháng mà cô đã cặp kè ngay với người khác rồi à? Nói, có phải cô gian díu với nó từ trước rồi không? Này, anh đừng có xúc phạm cô ấy. Tôi hỏi anh về đây làm gì? Đây là nhà của tôi. Tôi thích thì tôi về đấy. Linh, anh biết là anh sai rồi. Em hãy tha lỗi cho anh nhé. Bỏ ra anh rồi nói chuyện. Anh sẽ không thế nữa. Anh không thể để mất em và con được. Anh cứ bỏ ra. Này, tôi cấm anh nhá, không được động tay động chân cô ấy. Đấy phải việc của cậu nhá. Tôi đang nói chuyện với vợ tôi. Cậu can hệ gì? Linh, hãy quay về với anh đi. Chẳng phải lúc anh bắt tôi ký vào đơn ly hôn, anh chắc như đinh đóng cột là anh tìm đến tình yêu đích thực của anh mà. Anh muốn tôi giải thoát cho anh còn gì nữa? Anh... đó chỉ là sự nhầm lẫn thôi. Em, tha thứ cho anh đi mà. Nhầm lẫn à? Chắc là tình một đêm bỏ rồi, mất tất cả rồi, thì mới quay về đây tìm tôi đúng không? Thử nghĩ nếu như cô ta chấp nhận anh, thì anh có quay về đây không? Những gì anh tự gây ra ấy, anh tự nhận hậu quả đi. Nếu anh còn tự trọng, đừng bao giờ về đây tìm mẹ con tôi nữa. Anh đi. Mời anh về cho.